Mình xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Jenny. Hôm nay nhà mình ăn mì Quảng giả chiến. Hôm nay thì mình sẽ dùng bọc bánh phở này mình làm mì Quảng. Nhưng mà cái này thì nó màu trắng cho nên mình sẽ cho bột nghệ vô các bạn. Phở này mình mua về, sau đó mình sẽ đi hâm nóng lên. Mình sẽ cho một muỗng bột nghệ vô, mình trộn cho đều. Ăn kèm với mì Quảng thì mình chỉ có rau thơm với lại xà lách mình thái sợi. Nồi mì Quảng của mình chỉ nấu đơn giản, chỉ có tôm và thịt thôi. Thường mì Quảng thì có trứng cút, người ta ăn kèm với lại bánh đa nữa các bạn. Nhưng mà mình thì ăn giả chiến, mình chỉ cho đậu phộng lên thôi. Tô mì Quảng giả chiến của mình mời các bạn ăn trưa cùng mình nhé.